Em chào các chị ạ. Em là nhân viên bán hàng của Bảo Ngọc. Hôm nay bên em có chương trình giờ vàng khuyến mãi đối với các dây chuyền bạc ý S925 ạ. Tất cả dây chuyền hôm nay sẽ đồng giá là 360.000 ạ. Chỉ trong khung giờ vàng đó chính là từ 19:30 đến 20:30 ngày hôm nay thôi ạ. Xem đi ạ. Các chị hãy nhớ là like và share livestream này ở chế độ công khai để được mua với giá ưu đãi nhất ạ. Chỉ trong khung giờ vàng hôm nay, đồng giá tất cả các dây chuyền sẽ có giá là 360.000 ạ. Đây là mẫu dây chuyền với chất liệu bạc ý S925. Những viên đá chỉ là chị đặt kim cương nhân tạo ạ. Rất là đẹp ạ. Có giá là 360.000 ạ. Chị đặt hàng, chị để lại số điện thoại, chăm sóc khách hàng bên em sẽ liên hệ tư vấn cũng như gửi mẫu cho chị lựa chọn ạ. Đây ạ, rất là đẹp, rất là lung linh ạ. Rất nhiều mẫu cho chị lựa chọn ạ. Em cho
Chị ơi, hôm nay bên em đang có chương trình giờ vàng khuyến mãi đối với bộ sưu tập các vòng cổ bằng bạc ạ. Tất cả các bạn đồng giá 360.000 ạ. Chỉ trong khung giờ vàng tối nay thôi chị ạ. Chị ơi, các chị hãy nhớ là like và share livestream này ở chế độ công khai để được mua với giá ưu đãi nhất ạ. Chỉ trong khung giờ vàng tối đây thôi ạ. Kim Huyền ạ. Đây ạ, chị hỏi con này đúng không ạ? Đây ạ. Chị ơi, các chị anh nhanh tay đặt hàng đi ạ. Không giờ vàng khuyến mãi thì ra cho vòng 1 tiếng đồng hồ tối nay đi ạ. Đây chị Huyền ơi, em sẽ quay gần cho chị ạ. Quay đắm chưa? Chưa? Đi đắm không? Em cảm ơn chị Bảo Trang ạ. Chăm sóc khách hàng bên em sẽ liên hệ tư vấn gửi ảnh cho chị ạ. Chị Huyền ơi, bên em có rất nhiều mẫu chị lựa chọn ạ. Em sẽ quay chậm và kỹ từng mẫu cho chị ạ. Em chào chị Dung, em chào chị Nhung ạ. Chị ơi, bên em chất liệu là bạc IS925 và những viên đá bên trên là chính là đá Zico hay còn gọi là kim cương nhân tạo đấy ạ.
cảm ơn chị Huyền ạ. Cho khách hàng bên em sẽ gửi ảnh tư vấn cho chị ạ. Em chào chị Hương ạ. Các chị ơi, hôm nay bên em đang có chương trình giờ vàng khuyến mãi đối với tất cả các dây chuyền bạc IS925 với giá là 360.000 ạ. Đây tất cả các mẫu ạ. Chỉ 360.000 thôi ạ. Các chị chỉ cần để lại, các chị đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại. Chăm sóc khách hàng bên em sẽ liên hệ tư vấn và giao hàng cho chị ạ. Có rất nhiều mẫu để cho các chị lựa chọn ạ. Em chào chị Hương Trà. Chị ơi, giá của tất cả các dây chuyền đều là 360.000 ạ. Chỉ trong khung giờ vàng tối nay đó chính là từ 19:30 đến 20:30 là chương trình giờ vàng kết thúc ạ. Các anh em đặt hàng đi ạ. Có rất nhiều mẫu cho các chị lựa chọn ạ. Các chị em nhớ là like và share trên này chế độ công khai ạ. Chị ơi, hãy đặt hàng đi ạ. Giờ vàng khuyến mãi nữa trong vòng 1 tiếng đồng hồ tối nay đi ạ. Sau 1 tiếng đồng hồ tối nay tất cả các giá dây chuyền sẽ trở về như cũ ạ. Em cảm ơn chị Thanh Thủy ạ. Cho khách hàng bên em sẽ liên hệ cũng như gửi mẫu cho chị lựa chọn ạ. Chào chị Meo Meo. Chị ơi, bên em có 3 mẫu dây. Đây ạ. Đây là mẫu dây đầu tiên ạ. Tất cả các mẫu dây đều có độ dài là 45cm ạ. Đây là loại dây thứ hai. Và đây là loại dây số 3. Đây. Chuyền đang được đồng giá là 360.000 ạ. Trong chương trình giờ vàng tối nay chị sẽ không mất phí vận chuyển đâu ạ. Bên em sẽ giao hàng miễn phí tận nhà cho chị. Chị nhận hàng sẽ phải gửi tiền ạ. Chị nhận hàng chị cần để lại số điện thoại. Các bạn đang số khách hàng sẽ liên hệ tư vấn cho chị ạ. Có rất là nhiều mẫu ạ. Oh.
Trúc Lâm ạ, cho khách hàng bên em sẽ liên hệ cũng như một số mẫu của chị ạ. Các chị ơi, các chị em nhớ là like và share livestream này ở chế độ công khai để được mua với giá ưu đãi nhất ạ. Chị ơi, chị em ta đặt hàng đi ạ. Giờ vàng chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi ạ. Chào chị Thúy Nguyễn ạ. Chị ơi, tất cả các mẫu dây hiện tại đang đồng giá là 360.000 ạ. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ tối nay thôi ạ. Em chào chị Hằng Nguyễn ạ. Chị ơi, bên em có rất là nhiều mẫu nhưng mà em có thể livestream một số mẫu thôi ạ. Chị có thể để lại số điện thoại cho khách hàng bên em sẽ gửi một số mẫu mặt trắng cho chị tham khảo. Cảm ơn chị Hà. Cho khách hàng bên em sẽ liên hệ cũng như gửi ảnh để cho các chị tham khảo ạ. Các chị em nhớ là like và share livestream này ở chế độ công khai ạ. Em chào chị Võ Thị An ạ. Em cảm ơn chị, cho các khách hàng bên em sẽ liên hệ tư vấn cho chị ạ. Em cảm ơn chị Hằng Nguyễn ạ, cho các khách hàng bên em sẽ gửi ảnh cho chị ạ. Để vừa được mua với giá ưu đãi, vừa được sở hữu chiếc dây chuyền rất là đẹp. Em chào chị Nguyệt ạ. Chị ơi, bên em có chế độ bảo hành cho chị yên tâm ạ. Dây chuyền bên em được làm bằng chất liệu bạc ý S925. Còn những viên đá đi trên đây chính là những viên đá zinco hay gọi là kim cương nhân tạo ạ. Bên em sẽ bảo hành cho các chị 1 năm về đánh bảo hành 1 năm đánh sáng. Nên các chị yên tâm ạ. Em chào chị Hằng ạ. Chị ơi, chị để lại số điện thoại, các bạn khách hàng bên em sẽ liên hệ cũng như gửi ảnh một số mẫu chị ạ. Em giới thiệu qua chị một số mẫu màu hồng ạ. Đây ạ, có rất là nhiều mẫu cho chị lựa chọn ạ.
chào chị Thủy Trần ạ. Chị ơi, đây bạn, đây là dây chuyền bạc ý S925 ạ. Tất cả đây là đều là dây chuyền bạc hết ạ. Em chào chị Mây ạ. Chị ơi, chị đặt hàng chị cần để lại số điện thoại, chăm sóc khách hàng bên em sẽ liên hệ tư vấn cũng như gửi ảnh cho chị. Đây là đá màu hồng ạ, rất là xinh. Đây ạ. Đây. Đây là một số đá màu xanh ạ. Tất cả các dây chuyền đều được giá 360.000 ạ. Chị ơi, các chị em nhớ là like và share livestream này ở chế độ công khai để được mua với giá ưu đãi nhất ạ. Muốn xem mẫu dây chuyền đá tím, đá hồng hay là đá xanh ạ? Bên em có rất là nhiều mẫu ạ. Chị đặt hàng sẽ để lại số điện thoại, các bạn chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ cũng như gửi ảnh cho chị ạ. Thank you.
Thùy Trần ạ. Chưa, chị để lại số điện thoại cho số khách hàng bên em sẽ gửi ảnh một số mẫu chị tham khảo ạ. Thủy Trần ơi, đây là số một số mặt đá trắng bên em ạ. Chị ơi, chị nhanh tay đặt hàng đi ạ. Không giờ vào khuyến mãi sẽ ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ tối nay đi ạ. Chị ơi, giờ vàng của bà nó sẽ kết thúc rồi ạ. Các chị hãy nhanh tay đặt hàng đi ạ. Các chị hãy nhớ là like và share livestream ở chế độ công khai để được mua với giá ưu đãi ạ.
Các chị ơi, giờ vàng của Bảo Ngọc sẽ kết thúc rồi ạ. Các chị anh ta đặt hàng đi ạ. Sau khi kết thúc live stream này, tất cả các giá chương trình sẽ trở về như cũ ạ. Chứ không còn giá khuyến mãi nữa đâu ạ. Cảm ơn chị Mai Anh ạ, cho số điện thoại máy đen sẽ liên hệ cũng như tư vấn cho chị ạ. Các chị ơi, chỉ còn lại rất là ít thời gian của giờ vàng thôi ạ. Sau khi giờ vàng kết thúc, tất cả các giá dây chuyền trở lại như cũ ạ. Chế độ công khai. Màu hồng nữa ạ, đây ạ, đây là trái tim màu tím. Em cảm ơn chị Hà Phương ạ, cho xin hàng bên đây sẽ liên hệ tư vấn cho chị ạ. Còn đây ạ, đây là trái tim màu xanh, rất là đẹp. Đây ạ, đây là trái tim màu hồng. Đây cũng là trái tim ạ.
tôi đang ở nữa được không cho hết sờ. Cứ chọc mắt đi. Giờ vàng của Bảo Ngọc sẽ kết thúc ạ. Các chị nào còn chưa đặt hàng hãy nhanh đặt hàng đi ạ. Em chào chị Thúy An ạ. Chị ơi bên em không có bộ vòng cho bé ạ. Số mẫu các em bé tầm tuổi đi học cấp 2, cấp 3 cũng có thể đeo được ạ. Đây ạ. Như mẫu con mèo Hello Kitty này. Tầm tuổi, độ tuổi như cấp 2, cấp 3 em có thể đeo được ạ. Rất là xinh xắn đáng yêu ạ. Đây nữa ạ, cả mẫu con mèo này nữa ạ. Cho anh ạ. Em chào chị Kim Dung ạ. Trong số hai ngày bên em sẽ liên hệ tư vấn cho chị ạ. Đây ạ, đây là một số mẫu. Giờ vàng của Bảo Ngọc sắp hết rồi ạ. Còn chị nào chưa đặt hàng hãy nhanh đặt hàng đi ạ.
chị ơi, các chị đặt hàng các chị cần để lại số điện thoại cho khách hàng, bên em sẽ liên hệ tư vấn cũng như gửi ảnh cho chị ạ. Các chị hãy nhớ là like và share livestream này ở chế độ công khai ạ. Sau khung giờ vàng tối nay tất cả các dây chuyền sẽ trở về giá như cũ ạ. Dạ, khung giờ vàng của bảo mọi người đây là kết thúc ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ em ạ. Em chào cả nhà và hẹn cả nhà vào các khung giờ vàng tiếp theo của Bảo Ngọc ạ. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ ạ.